Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan hạng C đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản mà dân Việt Nam ta rất ưa chuộng từ trước đến nay. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết từ trước đến nay cái thị hiếu của người Việt là thích nhất là những cái dòng xe Toyota thì cứ ô tô thì cứ phải Toyota và Honda. Thì hôm nay là chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc Honda Civic. Đây chính là chiếc xe Honda Civic phiên bản 1.8 số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Honda Civic 2014 này ạ. Trước tiên thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần ngoại thất của chiếc xe nhé. Ngoại thất thì chúng ta sẽ để ý đến những cái chi tiết option bên ngoài cũng như là cái phần nước sơn của chiếc xe nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về và chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, cho nên là chúng tôi không phải sơn si dọn dẹp gì nhiều lắm ạ. Đặc biệt là cái phần sơn thì chúng tôi không phải sơn một chỗ nào cả. Đấy, chúng tôi chỉ có rửa ráy dọn dẹp đi là chúng tôi quay video đăng lên bán cho quý vị và các bạn thôi nhé. Và bên ngoài thì là nhìn tinh thì về cái vỏ này là nó cũng có đôi phần xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi. Đây quý vị và các bạn ạ, phải nhìn tinh thì mới thấy được là nó xước sát rất là nhỏ thôi đấy ạ. Đấy, mà chúng tôi để nguyên bản mua như thế nào là chúng tôi để nguyên như thế vậy để về bán cho quý vị và các bạn ạ. Chứ bây giờ chúng tôi trong cái thời buổi dịch bệnh Covid như thế này rất là khó khăn. Nếu như chúng tôi dọn dẹp sơn si nhiều vào chiếc xe thì giá thành nó lại đẩy lên cao hơn một chút, thì là quý vị và các bạn tất nhiên là cái phần giá thành nó lên cao nó sẽ ảnh hưởng đến quý vị và các bạn nữa, vì là chúng tôi làm hết nhiều thì giá nó cao thì cũng phải bán cao cho quý vị và các bạn. Và chiếc xe này để nguyên nó cũng đã đẹp rồi cho nên chúng tôi không phải dọn dẹp gì nữa, cứ để nguyên thế này bán cho quý vị và các bạn thôi. Đấy, cơ bản là nó không có xước sát gì nhiều và chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc của nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn này thì quý vị các bạn biết được luôn là chiếc xe nó có bị đâm đụng hay va chạm gì không rồi đúng không ạ? Đây, quay một cái góc chéo này nhé, quý vị các bạn nhìn một cái góc chéo ở cái phần sườn xe này. Đấy, bên lái này. Và cái phần sườn bên phụ này, chúng ta phải nhìn một cái góc chéo như thế này nhá thì mới phát hiện ra được là chiếc xe này làm nhiều hay làm ít, sơn nhiều hay sơn ít ạ. Tại vì nó bị đâm đụng nhá, mà sơn lại thì là cái nền nó không bao giờ được căng nữa, tại vì là những cái phần tôn này nó bị biến dạng móp méo, chúng ta phải gò lại thì sơn nó không bao giờ được, nền nó không bao giờ còn được phẳng như thế này nữa. Còn nếu như nó xước sát nhỏ nhẹ, không phải bị móp tôn ấy, chỉ có sơn nó xước nhỏ và sơn thôi thì cái nền nó mới đẹp như này đấy, nền nó còn nét căng như thế này quý vị các bạn ạ. Đấy quý vị các bạn nhé, tôi chia sẻ kinh nghiệm quý vị các bạn đi xem xe, nếu như mua xe cũ thì chúng ta không thể tránh khỏi là cái việc sơn lại rồi. Nhiều người cứ hỏi tôi là sơn nguyên bản còn hay không. Tất nhiên là mua xe cũ mà sơn nguyên bản còn thì là rất tốt, nhưng nếu như sơn nguyên bản nó còn thì cũng ít thôi quý vị bạn ạ. Tại vì là phần lớn là chúng ta bây giờ đi mua xe ấy, là những cái năm đầu tiên là hay mua bảo hiểm, cho nên nó chỉ cần xước nhỏ nhẹ là chúng ta cũng đã đem đi sơn bảo hiểm rồi, vì nó không mất tiền. Cho nên là mới là chúng ta mua xe mới là chúng ta rất hay ngứa mắt với những cái vết xước, mặc dù nó nhỏ nhẹ cũng đem đi sơn. Đấy, cho nên là mua xe cũ bây giờ chúng ta không tránh khỏi được cái việc là sơn lại đâu quý vị bạn nhé, mà phải xem được là sơn nhiều hay sơn ít. Vì sao lại phải sơn? Nếu như xước nhỏ nhẹ thì là sơn cái nền nó còn nét căng như này, còn nếu như bị đâm đụng hay va chạm rồi thì sơn bao giờ cũng có vết gồ ghề, nó không bao giờ phẳng được nữa. Gồ ghề hay còn gọi là nó gợn sóng đấy ạ, nhìn như kiểu là gợn sóng ở cái mặt nước hồ đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, đây tôi cho quý vị bạn xem đây, nó không có một chút gợn sóng nào cả mà nó rất mới, rất bóng, rất phẳng như thế này đấy ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì mạnh tác động vào thì nó mới được đẹp như thế này đây quý vị bạn nhé. Đấy, và đặc biệt thì quý vị bạn phải xem tiếp nữa là cái phần đèn này, đây là cái cụm đèn hậu này, nó có bị đâm đụng hay là va chạm gì hay không, có bị nứt vỡ hay không. Đấy, thì là chúng ta phải xem qua cả về cái phần cụm đèn. Đấy, cụm đèn còn nguyên bản hết đây quý vị bạn nhé, cụm đèn còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Sau đó chúng ta xem tiếp về cái phần chữ này, đây là những cái phần chữ này, đây là về những cái phần logo này, chữ logo nó còn mới, còn bóng như thế này.
Điều này chứng tỏ là chủ xe đi rất giữ gìn và hay để xe ở trong nhà, không để ngoài trời thì nó mới được mới và bóng như này đệ. Từ những cái tay nắm cửa đây quý vị bạn này, những cái phần chrome này nó rất dễ ố vàng. Đấy, cho nên là nếu như mà những chiếc xe mà để ngoài trời là nó hay bị hỏng như đấy đấy, hay bị ố. Đây là cái cụm đèn hậu đây quý vị bạn này. À, cụm đèn pha này, chiếc xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon. Và cơ bản là cái cụm đèn này nó còn rất là mới đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, cụm đèn pha bi xenon rất là mới này. Bên dưới cũng đã được trang bị là cụm đèn gầm. Cụm đèn gầm này cũng đã có ốp chrome đây quý vị và các bạn này. Ốp chrome này rất là sáng này. Nếu như để ngoài trời là nó sẽ bị ố, ám ố vàng. Đấy, rất là đẹp này. Rồi những cái phần mặt ca lăng. Mặt ca lăng cũng là phần chrome này nhá. Những cái phần ca lăng này, rồi những cái phần logo này, nếu như để ở ngoài là nó sẽ bị ám ố. Mà chiếc xe này còn rất mới, rất bóng như thế này đây quý vị và các bạn. Đấy, rất là đẹp đấy. Và tôi cũng xin giới thiệu với quý vị và bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ thêm rất là nhiều option. Và những cái option này rất là thông minh và tiện ích. Ví dụ như là cái màn hình Android và camera 360. Khi ngồi trên xe chúng ta lúc nào cũng có thể quan sát được tất cả các hướng xung quanh xe mình, vì nó đã có camera 360 ạ. Đây là cái phần camera trước đây quý vị bạn nhé. Camera trước lắp ở trong cái logo này. Đấy, camera trước có thể soi được toàn cảnh ở xung quanh của chiếc xe này. Gương chiếu hậu cũng là gương tích hợp xi nhan trên gương và gương gập điện nhé. Còn đây là cái camera sườn bên phụ đây quý vị các bạn ạ. Camera sườn bên phụ này và camera sau. Camera sau này, camera lùi riêng biệt. Đấy, camera 360 là nó có như vậy đấy quý vị và bạn nhé. Đấy, và đây là cái camera ở trên gương bên lái này này. Đấy, có cả 3 camera 360 cho nên chúng ta có thể rất dễ dàng quan sát quanh xe, mặc dù chúng ta đang đi hoặc chúng ta đang ngồi trong xe hoặc lùi vào những cái chỗ chật hẹp thì rất là yên tâm quý vị các bạn ạ. Và xe cũng đã được trang bị là đuôi gió thể thao rồi quý vị các bạn này. Đây là cái phần đuôi gió thể thao bên trên của chiếc xe đây nhé. Rất nhiều người thích cái đuôi gió này đây. Nhiều xe không có mà chúng ta lại hay phải lắp thêm. Chiếc xe này đã có đuôi gió thể thao rồi. Và đặc biệt chiếc xe này lăn bánh được hơn 7 vạn rồi, cho nên là chủ xe cũng đã lắp thêm chủ xe cũng đã lên thêm một cái dàn lốp Michelin mới tinh. Đấy, dàn lốp Michelin còn rất là mới, rất là dày đây quý vị bạn nhé. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cứ yên tâm mà đi thôi. Dàn lốp này rất là mới này, la răng cũng chưa có bị xước sát gì cả, la răng cũng còn rất mới đây quý vị các bạn ạ. Cả 4 la răng còn rất mới đây nhé. Dàn lốp Michelin này, tôi quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn để quý vị các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng của nó. Mặc dù thời bây giờ đang là Covid, quý vị các bạn không có thể đến cửa hàng chúng tôi được xem được ngay. Quý vị bạn xem camera, quý vị bạn cũng xem video cũng có thể đánh giá được cái chất lượng nha. Cả 4 la răng này còn rất là mới này. Đấy, dàn lốp Michelin mới tinh cả dàn luôn ạ. La răng này rất là mới luôn đấy ạ quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Và đặc biệt thì tôi cũng cho quý vị và các bạn xem về cái phần lốp sơ cua còn chưa hạ nhá. Dàn lốp còn rất đẹp mà lốp sơ cua còn chưa hạ cơ quý vị và các bạn ạ. Đấy, đây là cái phần lốp sơ cua nhá. Lốp sơ cua còn chưa hạ luôn đấy quý vị và các bạn ạ. Lốp sơ cua chưa hạ nguyên, còn mới tinh luôn đấy quý vị các bạn ạ. Đấy, còn mới tinh và cái khoang cốp này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Về cái chất lượng của chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần keo chỉ cũng như là cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái này nhé. Đây là cái phần keo chỉ này quý vị các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản nhé. Chúng tôi cam kết là không mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Táp lô, táp bi ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp ạ. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính của chiếc xe này này. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, ở trên hết cái táp bi kính cửa này. Đấy, và cái ốc bản lề nhé. Ốc bản lề đây thưa với quý vị và các bạn này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này, còn chấm sơn của nhà sản xuất đầy đủ hết luôn đấy ạ. Đấy, quý vị và các bạn thấy không? Những chiếc xe Honda này thì gần như cái ốc nào cũng có vết chấm sơn của nhà sản xuất. Đấy. Và tiếp theo là quý vị và bạn xem về cái phần vô lăng này.
cần số này lát nữa thì tôi sẽ lên xe để giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem về cái phần đồng hồ cũng như là cái phần màn hình mà chủ xe đã lắp thêm nhé. Còn bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị và bạn xem từ những cái phần trần này. Trần nỉ rất là đẹp, rất là mới này, ghế da nguyên bản theo xe đây nhé. Đây là cái phần ghế da nguyên bản này, nguyên bản mà nó còn rất là đẹp đây quý vị và bạn ạ. Từ những cái phần bậc cửa này chúng tôi về chúng tôi còn chưa phải sơn, chỉ mới dọn dẹp qua loa đi một chút để quay lên đây cho quý vị và các bạn cho nó đẹp hơn một chút. Chứ này, trong đây này, tôi quay sát vào đây là quý vị bạn thấy nó vẫn còn đang bụi bẩn nhé, chưa dọn kỹ. Chúng tôi mới vừa mới rửa ráy dọn qua đây một chút để làm video quay lên cho quý vị và các bạn cùng xem thôi ạ. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 đấy ạ, và là cái phiên bản 1.8 AT. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam đấy ạ, công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Yên đấy ạ, Phúc Yên, Vĩnh Phúc đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. À, bên lái ạ, táp bi cửa phía sau bên lái đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn này, chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu. Táp bi phía sau thì cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Phần sau này thì gần như không có người ngồi mấy, cho nên là cái ghế nó còn như mới này. Từ những cái phần nỉ trần này, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ rồi này. Ghế rất là đẹp này. Đấy, ghế rất là mới, rất là đẹp đây. Phần ghế sau này gần như là không có người ngồi mấy, cho nên là nó đẹp như thế này đấy quý vị và bạn ạ. Rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn đấy ạ. Và đây là chiếc cốp sau của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn ạ. Từ những cái phần ốc cốp sau này, đây là cái phần ốc cốp sau còn nguyên bản đây quý vị và các bạn nhé. Ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ chưa mất một phân keo chỉ nào cả, còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, đây là cái phần cốp sau nhé. Ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này còn nguyên hết ạ. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, ở cái Honda City phiên bản 1.8 số tự động này là cái cốp sau nó có không có cái phần nỉ, không có cái phần bọc nỉ này, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy từ cái phía cốp sau này nếu bị đâm đụng hay là va chạm hay là làm lại thì rất là khó giấu nhé. Đó, đây là cái phần cốp sau này còn nguyên bản luôn đấy ạ. Chưa có một vết nào là làm lại ạ. Chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Nếu như đi xem xe thì tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn kinh nghiệm nhé. Mua xe cũ đi xem xe chúng ta xem kỹ hơn về cái phần đầu và cái phần đuôi của chiếc xe, tức là cái phần cabo và cái phần nắp cốp sau ạ. Đấy, đây là nếu như chạy nhiều hay là chạy ít, chạy dịch vụ hay không, chúng ta cũng xem cả về cái phần nỉ này nữa nhé, đằng cốp sau này. Vì nếu như chạy dịch vụ thì hay để đồ của khách hàng, cho nên là nếu như chạy dịch vụ thì nó sẽ rất là xấu ạ. Và chiếc xe này thì không có chạy dịch vụ cho nên nó còn nguyên bản hết ạ. Rất là đẹp đây ạ. Không những còn nguyên bản mà cái lốp sơ cua này còn chưa hạ cơ quý vị và các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh này. Lốp sơ cua mới tinh, chưa hạ hết gì cả. Đấy, còn nguyên bản hết ạ. Và chưa hạ thì đương nhiên là những cái phần kích kiếp này là cũng chưa dùng đến ạ. Còn nguyên hết ạ. Thật là tuyệt vời đúng không quý vị và các bạn. Chiếc xe sản xuất năm 2014 cho đến nay sử dụng đã được 6 năm rồi. 6 năm rồi mà nó lại còn nguyên rất là nhiều như thế ạ. Cái lốp sơ cua này nhiều người đi nhiều người bảo sao lại lốp sơ cua mà còn dùng không dùng đến ạ. Tại vì là nó không hay bị thủng xăm dọc đường, cho nên là người ta không dùng đến, cho nên nó còn mới ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ này, về cái phần keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần keo chỉ này, phần táp bi cửa này rất là mới này, rất mới, rất là đẹp ạ. Ốc bản lề còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất đây ạ. Còn nguyên luôn ạ, còn nguyên hết ạ. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản hết đây ạ. Đấy, từ những cái phần nội thất này rất đẹp quý vị các bạn thấy không ạ. Trần nỉ này cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn đấy ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy nó đẹp không ạ. Cùng là sản xuất năm 2014, cùng là chạy được 6 năm rồi quý vị bạn nhá, nhưng không phải chiếc xe nào nó cũng đẹp như nhau đâu ạ. Và không phải là tôi bán xe tôi giới thiệu chiếc xe của tôi đẹp, nhưng mà nó phải thực tế quý vị bạn, phải xem video thực tế. Cho nên quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua xe thì chúng tôi vẫn mời quý vị các bạn đến xem xe trực tiếp, phải cảm nhận trực tiếp để quý vị các bạn tự so sánh được chất lượng của mình ạ, chứ không phải là bảo tôi bán xe thì tôi nói tốt.
tôi vẫn khuyến khích các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá, tự so sánh và cũng khuyến khích quý vị và các bạn đi xem nhiều xe. Ví dụ quý vị và bạn đang có nhu cầu mua về chiếc xe Civic này thì quý vị và bạn cứ tham khảo ở trên mạng xem vài con, sau đó chúng ta xem trực tiếp, sau đó chọn ra con nào đẹp nhất thì quý vị và bạn làm việc giá cả nhé. Đây là chiếc táp bi cửa phía trước bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn này. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi thì rất là đẹp rồi này. Đấy. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn hết luôn quý vị và các bạn nhé. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp, còn rất là mới đây quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn xem qua từ những cái phần táp bi cánh cửa này, táp bi cánh cửa này cho đến phần táp lô còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vô lăng này, vô lăng cần số còn rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn nhé. Tay phanh, vô lăng cần số tay phanh cho đến những cái phần ghế này, đây là những cái phần ghế da còn nguyên bản của xe đây quý vị và các bạn nhé. Ghế da xịn nguyên bản theo xe đây ạ. Nếu như chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn xem cái má ghế này đây, và cái má ghế bên lái kia thì quý vị và các bạn thấy được là nó chạy nhiều hay chạy ít nhé. Nếu như chạy nhiều hay chạy ít là chạy nhiều ấy thì nó sẽ bẹp hoặc là nó còn rách cả da rồi cơ ạ. Đấy, cái chiếc xe này là nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi có thể bước lên chiếc xe này để xem về cái phần option cũng như là cái phần nội thất phía trong của chiếc xe mà chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu qua cho quý vị và các bạn rồi. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và bạn nhé. Đầu tiên bước vào cái phần này, tôi cứ nổ máy lên cho nó mát cái đã này, và cho quý vị và bạn xem về cái màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm nhé. Chúng ta bắt đầu nổ máy này. Đấy, bắt đầu nổ máy là màn hình bắt đầu lên này. Màn hình thì rất là xịn nha quý vị bạn này. Đấy, camera 360 hoạt động này. Nó có thể loát vị trí quanh xe của mình, cho nên chúng ta có thể ngồi ở trong xe này mà nhìn được hết cả xung quanh về chiếc xe nhé. Đấy, đây là cái camera này. Chúng ta nhìn ở đây là chúng ta có thể thấy được là đằng này, bên này có gì không này. Và đây là cái camera trước của chiếc xe này. Chúng ta có thể chuyển này, camera sau này, camera trước này, camera sau này, rồi hông, sườn. Đấy, đủ cả. Đấy, quý vị bạn thấy chưa, đây là bên sườn này. Đấy, quý vị bạn thấy là bên sườn này, bên sườn bên này này. Đấy, xem hết cả sườn bên này này, rất là tiện lợi quý vị và các bạn ạ. Đấy, không những là cái màn hình này nó có camera giải trí mà nó còn có cả đây là cái phần giải trí này, đầu YouTube các thứ này đầy đủ rồi. Đấy, quý vị và các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Phải nói là rất tuyệt vời ạ. Đấy, camera này thì cứ đi đường là chúng ta bật nhé, camera đường lúc nào cũng có luôn đấy ạ. Đấy, camera này cứ đi đường là lúc nào cũng bật lên là chúng ta có thể nhìn thấy hết xung quanh của chiếc xe này của chúng ta đang tiếp giáp với vị trí nào, có xe nào đỗ bên cạnh hay không. Đấy, và đây là cái phần đồng hồ công tơ mét của chiếc xe nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 7 vạn thôi quý vị các bạn ạ. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe, cụ thể là hơn 7 vạn rồi. Đấy, và còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Từ vô lăng này. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn này. Tôi quay sát cho quý vị bạn xem nhé, vô lăng nguyên bản chưa có bọc lại đâu nhé. Đấy, đây này, vô lăng còn nguyên bản này, chưa có bọc lại gì cả. Cần số cũng còn nguyên này. Tay phanh này, đấy, rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Riêng về cái phần nội thất này thì không thể chê đâu được, chiếc xe chạy 6 năm. Sản xuất năm 2014, chạy 6 năm rồi mà còn được đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, phải nói là tuyệt vời luôn quý vị và các bạn nhé. Quá là mới luôn đấy ạ. Đây, từ những cái phần nhỉ trần này cũng rất là sạch sẽ này. Quý vị và các bạn xem thì quý vị bạn thấy được từ những cái phần nhỉ trần này cho đến những cái phần nhựa này này, rất là mới, rất là đẹp, nó mới đều của xe đấy quý vị các bạn ạ. Phải nói là rất đều. Quý vị bạn xem hết cả những cái phần nhựa nhé. Đây, những cái phần nhựa này là nguyên bản của xe đấy ạ. Và còn rất là đẹp đấy ạ. Và tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe nhé, về cái phần động cơ. Nhưng trước tiên tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ ốc ác về cái phần đầu của chiếc xe này đã nào, xem có bị đâm đụng hay là va chạm gì không nhé. Đầu tiên mời quý vị và bạn xem về cái phần ốc cabo này. Ốc cabo đây là cái phần còn nguyên hết đây quý vị bạn nhé. Nếu như sơn lại rồi hay không là nó sẽ có vết, đây là còn nguyên bản đấy quý vị bạn này. Ốc cabo còn nguyên nhé, keo chỉ cũng còn nguyên hết đây quý vị bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, tôi quay sát, quay chi tiết lại để cho quý vị và các bạn thấy được là
keo chỉ nó còn nguyên này. Quý vị các bạn đi mua xe cũ thì cũng nên kiểm tra kỹ về phần đầu, phần đuôi. Đây là cái phần ốc cabo này còn nguyên này. Sau đó chúng ta phải xem từ những cái phần ốc chân cabo này cho đến những cái ốc tai này xem nó có còn nguyên hay không. Đấy, xương đầu này. Nếu như còn nguyên thì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy thì nó mới còn nguyên được như thế này ạ. Đấy. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhá. Đấy, cái phần đầu đây quý vị các bạn này. Xương đầu nhá, còn nguyên này. Sau đó chúng ta phải xem về cái phần đây này. Đây là những cái phần đã có ốc chấm sơn này của nhà sản xuất đây nhá. Còn nguyên hết này. Đấy. Sau đó chúng ta xem về những cái phần ốc này, ốc chân máy này. Đây là cái phần ốc chân máy cũng còn nguyên chấm sơn đây quý vị các bạn này. Ốc chân máy còn nguyên này. Đấy, ốc chân máy này, rồi ốc đầu của máy đây này. Tất cả những cái ốc về cái phần động cơ này còn nguyên chấm sơn hết ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa? Nếu như làm lại hay không làm lại thì chúng ta phải xem về cái phần ốc đã này. Còn nguyên hết ạ. Tất cả những cái ốc ở trên động cơ đều có chấm sơn đánh dấu của nhà sản xuất hết rồi đấy ạ. Rất là đẹp và cái máy móc này rất là đẹp ạ. Honda cũng đã trang bị cho chiếc Civic 2014 này là cái động cơ xăng 1.8 lít đi kèm hộp số tự động quý vị các bạn nhé. Đấy, cái phiên bản này là phiên bản 1.8. Số tự động thì nó đã được trang bị động cơ 1.8, còn có phiên bản 2.0 thì là trang bị động cơ 2.0 đấy ạ. Đây là phiên bản 1.8 thôi. Và quý vị các bạn thấy chưa ạ, rất là đẹp về cái phần động cơ này, rất là đẹp. Rất là mới vì chiếc xe mới chạy có hơn 7 vạn km thôi. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này, thứ nhất là không bị ngập nước này, không bị tai nạn này, máy móc này là còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết sâu về chất lượng, có thể cam kết bằng văn bản với quý vị và các bạn về cái phần động cơ này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn hết về cái phần ngoại thất cũng như là cái phần nội thất cho đến phần động cơ của chiếc xe Honda Civic 2014 tên tứ nhân biển Hà Nội phiên bản 1.8 này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Honda Civic này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda Civic 2014 phiên bản 1.8 số tự động này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 446 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. 446 triệu đồng vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng từ 3 đến 5 năm. Với lãi suất cực kỳ ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.